Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Tốt Sa Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Vào sáng ngày 7 tháng 7 vừa mới mở mắt dậy thì fan của Blackpink đã thấy tốn tiền. YG đã bất ngờ đăng tải thông tin về photobook The Album 4+1 phiên bản giới hạn sẽ được phát hành vào ngày 9 tháng 8 tới. Đây là một sản phẩm nằm trong dự án 4+1 Project kỷ niệm 5 năm debut của Blackpink. Với hai màu sắc đặc trưng của Blackpink là đen và hồng làm chủ đạo, photobook được đầu tư kỹ càng về phần nội dung lẫn hình ảnh. Thông qua photobook thì người hâm mộ sẽ được ôn lại những thời kỳ debut comeback của Blackpink trong suốt 5 năm vừa qua. Đáng nói thì thời điểm ra mắt photobook The Album 4+1 cực sát với album Nhật The Album sắp tới của Blackpink. Nếu như album Nhật ra mắt vào ngày 3 tháng 8 thì photobook phát hành vào ngày 9 tháng 8. Sát rạt như thế này thì túi tiền fan không biết còn lại gì sau đợt càn quét này. Như vậy thì photobook The Album 4+1 phiên bản giới hạn chính là món quà thứ hai trong 5 sản phẩm thuộc dự án 4+1 Project sau The Movie. Cùng chờ xem những sản phẩm tiếp theo được công bố thuộc dự án kỷ niệm 5 năm debut của Blackpink. Từ khi Jennie và Rosé qua Mỹ thì dân tình không ngày nào là không ngóng tin tức từ các nàng. Không để fan phải chờ đợi lâu, Jennie đã tung hình ảnh của cô nàng và Rosé tại một studio tại Mỹ rồi đây. Lần này thì thời trang của hai chị em khá đơn giản và có sự ăn ý trong cách mix và match khi đều chọn phối áo thun với mini skirt, tất cao cổ và sneaker trắng. Trong khi cô em Rosé chọn áo trắng tươi sáng và chân váy đen, thì cô chị Jennie diện áo crop top trắng với chân váy họa tiết, xẻ tà và nhún thun. Nhờ chọn trang phục có thiết kế nhấn nhá mà outfit của Jennie trông thu hút hơn set đồ có phần đơn giản của Rosé. Tuy nhiên thì có lẽ lần này Jennie hơi giật spotlight nhẹ với tóc mái mới. Dù không phải là lần đầu để mái nhưng Jennie vẫn khiến dân tình mải mê hóng hớt. Lần này thì cô nàng chọn kiểu mái thưa để dài chạm mắt, búi tóc nửa khá dễ thương. Nữ idol cũng không trang điểm nhiều mà chỉ thoa ít son màu hồng nhạt. Trước đó thì Jennie cũng khiến mạng xã hội run đần với bức ảnh check-in cùng Dua Lipa do chính giọng ca này đăng tải trên Instagram cá nhân. Dù không có lợi thế chiều cao và thấp hơn Dua Lipa gần một cái đầu, nhưng Jennie chẳng hề bị lấn át đâu nhé. Thậm chí thì cô nàng trông còn chiến hơn cả giọng ca Anh Quốc như outfit sexy cá tính với set crop top, cardigan và quần đen cột dây quanh vòng eo siêu nhỏ của cô nàng. Nếu bạn thấy set áo của Jennie trông quen mắt thì bạn đã không nhầm đâu. Trước đó thì trong đợt quảng bá ca khúc solo đầu tay On The Round thì Rosé cũng từng diện set áo này. Có điều cô nàng vẫn nguyên một set đầy đủ bao gồm cả chân váy và set đồ có màu nâu. Cách phối của Rosé thiên về style đáng yêu nhấn nhá thêm dây chuyền ánh kim. Ngoài ra thì kiểu tóc ép mái và chán khi đó của Rosé cũng rất có sức hút và được nhiều bạn trẻ tái hiện lại. Được biết thì set áo của hai chị em Hắc Hương đến từ một thương hiệu có giá khoảng 14 triệu đồng. Ngoài ra thì Jennie cũng diện kính Grace Motor có giá khoảng 7 triệu đồng và quần từ thương hiệu I Am Kia có giá yêu thương là gần 2 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sa Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!